thể các bạn đã thấy rất nhiều hình ảnh video độc đáo như thế này xuất hiện trên các trang mạng xã hội, ví dụ như là YouTube này, TikTok này, Facebook này, vân vân, và dần dần trở thành xu hướng của các nhà làm sáng tạo nội dung. Vậy bạn có thắc mắc là thiết bị nào và cách nào để làm được những cái video như vậy không? Và ngày hôm nay hãy cùng Tokyo Camera tìm hiểu nhanh về nó nhé. 360 Camera Master, chuyên mục chia sẻ kiến thức, tip và trick cho người yêu thích những sản phẩm camera quay toàn cảnh độc đáo. Nhấn subscribe ngay để không bỏ lỡ nhé. Để có thể quay hay chụp ảnh toàn cảnh như ở đầu video, các bạn sẽ cần đến những sản phẩm Action Camera 360 độ, camera hành động 360 độ, hay còn được gọi là Cam 360. Đây là một loại máy ảnh thu nhỏ có thể ghi hình 360 độ, toàn cảnh của một không gian cùng một lúc. Camera 360 là một camera thu nhỏ với hai ống kính mắt cá và nó sẽ lồi như thế này. Và chiếc camera này sẽ giúp chúng ta có thể ghi hình được toàn cảnh đồng thời trong cùng một khung cảnh luôn. Cùng với thuật toán riêng của mỗi thiết bị sẽ giúp đem đến các hình ảnh, video cho cả không gian được liền mạch, tạo được nhiều hiệu ứng hình ảnh hay hơn so với camera thông thường. Camera 360 có một số ưu điểm có thể kể đến như nó vô cùng nhỏ gọn và kích thước của nó thì vừa gọn trong lòng bàn tay. Thao tác nhanh, dễ sử dụng, chỉ cần mở là quay được ngay, không cần cài đặt nhiều cũng có chất lượng tốt, các nút bấm trực quan, dễ hiểu, chống rung tốt, vừa là cam 360 vừa là camera hành động. Khả năng chống rung của các thiết bị này đều rất tốt và không ngừng được cải tiến, do đó được những người đam mê thể thao như là chạy bộ, đạp xe, lái mô tô vô cùng yêu thích. Chất lượng quay rất tốt, từ Full HD 2K tới 5,7K, 6K đều đáp ứng được. Dễ dàng gắn ở nhiều vị trí, trên đầu, ngực, ghi đông xe, để dưới đất vân vân. Các nội dung ghi lại từ Cam 360 có thể dễ dàng chỉnh sửa, xuất video chất lượng cao ngay trên điện thoại hoặc sử dụng máy tính. Có rất nhiều cách quay độc đáo và tự động chỉnh sửa đặc sắc chỉ với vài chạm, dành cho những người mới và các thủ thuật hay ho cho người nhiều kinh nghiệm. Để tìm hiểu thêm về những chiếc camera 360 và những tip trick độc đáo, đừng quên follow ngay chúng mình nhé!